Vào thời nhà Tần, có một vị đô tướng đã lệnh 20 vạn binh đi đánh giặc và trên đường đi tấn công như vũ bão. Cũng chính vì thế mà quân Lương không theo kịp mà đã bị mất liên lạc. Khi đã đến nơi thì quân sĩ đã bị thiếu lương thực, đồng thời cũng sinh ra nhiều dịch bệnh. Và trước cái tình cảnh như thế, để bảo toàn tính mạng cho quân sĩ thì vị tướng này đã quyết định lui binh. Và từ đó cuộc đời của ngài đã rẽ sang một trang lịch sử mới. Và cuộc đời của ngài rẽ sang như thế nào và vận mệnh của ngài, con cháu của ngài sau này ra sao, xin quý vị hãy cùng theo dõi video sau đây nhé. Họ Trần, làng Vạn Xuân, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có lịch sử ngót 600 năm. Văn tế lệ ở đình làng xưa có câu: Tiền khai khẩn Trần Ngô Bùi Nguyễn, hậu khai canh Hoàng Lê Lý Thái. Đó là bốn họ khai khẩn và bốn họ khai canh ra làng Vạn Xuân. Tổ họ Trần là một trong những vị có công mở đầu vì khai tổ dòng họ Trần đến khai khẩn đầu tiên trên đất làng Vạn Xuân. Họ Trần còn giữ được nguyên vẹn cuốn gia phả biên soạn vào năm 1888 bằng chữ Hán. Theo cuốn gia phả hiện có, đến năm 1888, họ Trần làng Vạn Xuân đã có đến 15 thế hệ. Đến nay, trên quê hương Vạn Ninh đã có các cháu đến thế hệ thứ 19, thế hệ thứ 20 ra đời. 20 đời mở đất dựng nghiệp, công nghiệp của các bậc tiền hiền khai khẩn thật to lớn. Ghi nhớ công ơn tổ tiên, trong bài văn dỗ tổ được soạn vào ngày 4 tháng 3 năm Duy Tân thứ 9, 1915, còn lưu. Mở đầu có ghi: Thủy tổ, thủy tỷ tặng dực bảo trung hưng, linh phò đoán túc, tiền khai khẩn, hữu kiều quý công, tôn thần vì tiền. Nghĩa là ông bà thủy tổ dòng họ Trần đã được các triều đại trước phong tặng dực bảo trung hưng, linh phò đoán túc, tiền khai khẩn, hữu kiều quý công, tôn thần vì tiền. Trong lời tế văn, câu đầu lời tế là tổ tôn công đức lưu quang, cơ đồ không cố, khai tất niên giang sơn từ cổ, kinh doanh đô bị tịnh cương, nghĩa là tổ tiên công đức tỏa sáng mãi, cơ đồ thịnh vượng hơn. Các ngài đã mở mang sông núi từ ngàn xưa để dựng xây bờ cõi sâu xa rộng mở. Lần dở lại những trang sử của quốc gia, tham khảo gia phả của các dòng họ trong làng và trong huyện, cho thấy vị tổ họ Trần là ngài Trần Tùng vào khai khẩn vùng đất này cách đây đã 600 năm. Theo lịch sử Việt Nam của Trần Trùng Kim, năm 1400, Hồ Quý Ly chiếm ngôi nhà Trần lên ngôi vua, liền cử bộ đô tướng Trần Tùng thống lĩnh 10 vạn quân bộ và thủy quân, đô tướng Đỗ Mãng thống lĩnh 5 vạn quân thủy hành tiến vào Nam đánh chiếm thành để mở rộng bờ cõi. Ngài bộ quân đô tướng Trần Tùng thống lĩnh quân bộ tiến thẳng từ Thanh Hóa vào vây thành Chà Bàng. Đây là lần thứ hai, còn lần thứ nhất là ngài Trần Tùng được vua Trần phái vào đánh chiếm thành vào năm 1396 và thắng lợi trở về. Trên đường hành tiến với khí thế như vũ bão nên không gặp một sự kháng cự nào. Quân bộ vào sớm, quân thủy chưa kịp vào, đường xa, trú nên núi cao, rừng rậm, làm chướng nghìn trùng, lại thiếu lương thảo nên quân sĩ bị dịch bệnh gây tử vong quá nhiều. Thương cảm trước sinh mạng của binh lính, ngài quyết định cho lui binh để bảo toàn lực lượng. Vì dòng dõi của tướng nhà Trần lại bị kẻ xấu gièm pha nên Hồ Quý Ly đã ra lệnh tổng giam và tước hết mọi quyền chức, sắc phục, khép tội chết. Nhiều vị quan tướng trung thực đã xin can tha mạng, Hồ Quý Ly đành tha tội chết nhưng giáng xuống thử dân đày đi viện sự. Với nhãn quan chiến lược và tài thao lược, vị bộ quân đô tướng về đời thường đã dẫn đầu đoàn thế tử rời Thanh Hóa vào vùng đất mới, nơi có phá hạc hải và hệ thống hỏi hạc tự nhiên nối thông ra sông Kiến Gia. Có vùng đồng sâu, đồng cạn, có vùng đồi nối tiếp rừng Đại Ngàn, Trường Sơn. Thế là từ Hà Đung Đung đến Thường An Mã trở thành địa bàn trú chân để đất lành chim đầu thành nơi nối nghiệp cho con cháu muôn đời.
Đây là khu lăng mộ của tổ họ Trần làng Vạn Xuân, và các trong này thì có thủy tổ, thủy tỷ và các bậc tiên tổ trong dòng họ. Tất cả là có 30 ngôi mộ, nhưng mà có trong này là có 28 ngôi mộ là có hài cốt, còn là có hai ngôi mộ, một phong mộ thì cũng được đưa vào trước đây ấy, là hai ngôi phong mộ là hầu bên hai ngôi mộ của thủy tổ thủy tỷ thì nay cũng đưa vào ở nơi chỗ này đây là thành 30 ngôi. Thì thủy tổ họ Trần làng Vạn Xuân là ngài Trần Văn Tùng, và ngài là tướng chỉ huy quân Long Tiệp ở kinh đô Thăng Long, và sau này ở Thanh Hóa thì ngài cũng làm là tướng chỉ huy quân Long Tiệp, tức là quân bảo vệ kinh đô, chỉ huy quân bảo vệ kinh đô. Và hai lần ngài được cử đi đánh Chiêm Thành làm bộ quân đô tướng, lần thứ nhất là năm 1396, lần thứ hai là năm 1400 Hồ Quý Ly cử ngài đi, và ngài lúc đó là làm bộ quân đô tướng, thống lĩnh 10 vạn quân. Vì là đi lần thứ hai lại thuận đường bộ và có người dẫn đường, do đó cho nên là quân bộ là tiến vào trước, thủy quân đô tướng Đỗ Mạn thì lại vào sau, do đó cho nên là không liên lạc được giữa quân thủy quân bộ, cho nên là quân bộ chịu đói và buộc bệnh tật, cho nên buộc ngài phải cho lui binh để bảo toàn sinh mạng của tướng sĩ. Và về thì bị Hồ Quý Ly là hạc tội, và sau đó thì ngài là bị giáng xuống làm dân binh đài đi viện sứ, thì ngài đưa gia nhân vào tìm vùng đất này nơi ngài đã từng đi qua để là định cư lập nghiệp. Nhưng mà đây là những cái tài liệu được ghi trong các cái cuốn sử của quốc gia. Đến đây từ năm 1400 và đến năm 1470 thì 471-72, tức là thập niên 70 của thế kỷ 15 ấy, thì ba họ, tổ của ba họ là họ Ngô, họ Bùi, họ Nguyễn cùng vào ở nơi chỗ nơi đây, gọi là Tông Lê Nhi Lai khai phá đinh điền lập thành xã hiệu, cho nên là thành bốn họ khai khẩn của cái làng Vạn Toàn cổ, tức là vùng đất của Vạn Ninh bây giờ. Còn mộ phần của các ngài ở đây thì được khi xưa là nguyên tảng thì ở nhiều nơi, sau đó là đến đầu thế kỷ 21 này thì mới quy tập về ở một chỗ, là về ở tại nơi đây, là đây là cái nơi mà trước đây là đặt là mộ phần của cái ngài tổ đời thứ ba, mà ngài là sinh hạ ra sáu ông con trai thành Thảo Nhãn Nga. Nội dung trên bia: Vạn Xuân tiền khai khẩn Trần tộc chi lăng mộ, và đôi câu đối hai bên thì đây là cùng nội dung mà tôi dâng cúng cho tổ tiên ông bà, đó là khai tất giang sơn công đức lưu quang chi vạn đại, chấn hưng sự nghiệp cơ đồ khổng cổ chi thiên niên. Đó là toàn xin giới thiệu vạn tắt đôi nét về cuộc hành quân vào Nam của vị đồ quân đô tướng hùng dũng nắm đầu của thế kỷ thứ 15. Thần nội đau bi án khi quân tại mình phải âm thầm lặng lẽ dẫn gia quyến gia nhân lệnh xa nơi công dân quyền quý đầy tuy hiểm oan khuất mai danh ẩn tích, đến khai khẩn trên vùng đất hoang thành xóm làng Trù Phú với tên làng đầu tiên là An Toàn. Đến thời Trịnh Nguyễn, thành làng Vạn Toàn, và năm 1831 có tên là làng Vạn Xuân. Cũng vì nỗi oán khiếng nên ngài và con cháu ngài không lưu lại chức danh thần tích của ngài. Trong khi đó, ở nơi xa vạn này, cháu nội ngài là Trần Văn Võ được vua ban tước Duệ Lộc Hầu được làng lập miếu thờ. Miếu đó ở vùng cửa chợ thôn Tây ngày nay. Đến hôm nay, con cháu ngài vẫn luôn ghi công đức lưu quang của ngài để xây dựng cơ đồ khổng cổ mãi mãi. Chọn niềm
6 thế kỷ trôi qua, 600 năm tròn từ năm đầu thế kỷ 15 đến năm khởi đầu của thiếu niên kỷ thứ 3. Con cháu dòng họ Trần luôn đoàn kết, tương thân, tương ái, giữ gìn truyền thống đồng huyết, đồng tông, đồng tâm, đồng chí. Khó khăn hoạn nạn có nhau, no đủ vui vầy cùng san sẻ. Tại 20 thế hệ, ông cha nhiều người đã nhờ công lao to lớn mà được phong tước, phong quan, làm rạng rỡ tổ tông truyền thống. Theo bút tích lưu lại trong gia phả, tóm lược không ghi rõ thành tích, nhưng một dòng họ con cháu đông đúc có 3 vị thượng hầu, 1 vị thượng bá, 2 vị thượng tử, 2 vị thượng nam, 8-9 đội trưởng là những thượng hiệu quý tộc. Nhưng nó phản ánh truyền thống văn nghiệp, võ công, lễ lừng nhiều thế hệ. Đáng chú ý là có vị cái cơ Duệ Lộc Hầu Trần Văn Võ và Phụ Quốc Thường Tướng Quân Trần Việt Cao là hai người được vua Bán Sắc lập miếu thờ. Với ngài Phụ Quốc Thường Tướng Quân, 3 đời con cháu chắc được làm bàn giao trọng trách trận thủ biên ải phương Nam. Con làm trận thủ Dinh Bình Khương, mất tại Bình Khương, Ninh Thuận, Bình Thuận. Cháu trận thủ Quy Nhơn, mất tại Quy Nhơn, đều được đưa thi hài về mai táng ở quê, chắc vào trận thủ ở gia đình và định cư ở đó từ thời vua Gia Long. Thủy Tổ có công là bậc tiền hiền khai khẩn, được các triều đại phong thần, là Dực Bảo Trung Hưng, Linh Phò Đoán Túc tiền khai khẩn hữu kiều quý công tôn thần quý tiền. Ghi nhớ công đức của quý ngài khởi tổ, dân họ đã dựng nhà thờ để thờ cúng. Đạo dục người thống cho con cháu để làm cho hàng dân làm một thân ngày càng tươi sáng, xin chân thành cảm ơn. Mặc dù chưa được chính phép, nhưng mà cũng xin được và là thay lời cho những người con đi làm ăn xa quê về trong lễ hội hôm nay. Thứ nhất là trước đây nhà họ Trần làm nhà thờ cùng thời với Đinh La năm 1753. Và nhà thơ họ Trần trước đây là ở cái khu vực thiên hương viên Đinh La ở đằng sau Đinh La, và đến năm 1859 thì dời lên ở cái vùng đất này. Và bây giờ cái khung gỗ của nhà thơ cũ của chính vương là vẫn còn nguyên vẹn từ năm 1859 đến nay. Đó là một cái công lao bảo tồn di tích, và điều đó cũng rất xứng đáng để tiếp tục giới thiệu với cơ quan chức năng công nhận là di tích. Giới thiệu các vị đại biểu và họ tộc lên tham gia các băng thế hành. Một, ông Trần Văn Đua, trưởng họ. Hai, ông Nguyễn Hữu Lương, chủ tịch ủy ban nhân xã. Ba, ông Trần Văn Dân, tiên chỉ của họ. Bốn, ông Trần Văn Vũ, trưởng ban xây dựng. Năm, ông Nguyễn Đông Anh, giám đốc công ty xây dựng nhà Việt. Xin trân trọng kính mời. Trải nhiều lần tôn tạo, đến năm 1859, từ Đức Kỷ Mùi, ngôi nhà thờ được tạo dựng còn lưu đến nay. Khung gỗ nhà xưa trải hơn 140 năm nay vẫn còn. Qua nhiều lần trùng tu, bồi túc, nhà thờ họ Trần đã đứng vững qua chiến tranh, qua bão tố và thời gian đến hôm nay. Nhà thờ phía từ ngoài bờ hồ nhìn vào là hai trụ biểu có đôi kỳ lân rất oai nghiêm trên đỉnh trụ. Hai bên tường cánh ga xây cái ô thông lục giác, hai góc có hai trụ. Cả bốn trụ này ngày xưa đều có những câu đối bằng chữ Hán. Trải qua biến thiên năm tháng bị hư hỏng, nay mới tôn tạo với bức huỳnh phi trước cửa có ba chữ Hán đại từ mô phỏng bức huỳnh phi trong nhà thờ, đọc từ trái sang phải là Trần Tự Đường, tức là nhà thờ họ Trần. Bước sang cổng có bức bình phong đường nét hoa văn tinh xảo, ở giữa xây rất thông thoáng và hiện lên hình con long mã tả thiên thư. Mặt trong mặt ngoài đều như nhau, trông thật là sống động. Long mã được gắn hoa văn men sứ, khoảng sân rộng, tiền sàn rộng
cả hai bên so với chính tư đường là tạo một không gian rất là thoáng đạt. Trên đỉnh nóc nhà vỗ cua, tiền sảnh và nóc nhà thờ chính có hình long châu phùng vũ như vờn như múa. Bước vào chính đường, cấu trúc cái phần gỗ còn khá nguyên vẹn, kiểu là kiến trúc cận đại của thế kỷ 19. Nhà có bốn vây gỗ ba gian, được làm từ năm 1859, đời vua Tư Đức. Cấu trúc các vai của nhà là gồm có bốn cột, là hai cột cái, hai cột con. Ở giữa là có lồng trến rộng hơn hai bên lồng kèo. Hai trến có trụ gối lên để tạc hình vân. Trên trụ có nệt ngang đuôi tôm xòe ra đỡ hai kèo thượng. Kèo cấu trúc là hai lớp gối nhau giữa kèo thượng và kèo hạ. Ở hồng thượng của cái cuối đuôi kèo là hình đầu rồng. Túi chạm gỗ không có cầu kỳ nhưng nhìn cái nét kèo là rất là thân thoát. Không gian chính giữa tư đường là được nâng cao bởi kiến trúc là trên lần nằm trên, xuyên liên kết vai nằm dưới. Cùng liên kết gian là có đón đóng kép, xà thường, xà lĩa, trên đầu cột xà đơ. Đón tay và rui đã tạo nên cái thế vững chắc và đã vượt qua được là mưa bão, gió bay. Hương án được đặt phía trước dãy cột cái tiền. Hương án được làm bằng vật liệu gạch, vôi và màu vẽ từ gạch đá non. Màu chủ đạo trong nhà thờ là màu son, màu vàng và pha son với vàng. Màu đen mực tàu chỉ điểm xuyến một số đường nét tinh sắc, hoa văn bao quanh. Với những cảnh sắc ước lệ, long, ly, quy, phùng, tùng, mai, trúc, cúc, hạc, điều. Những hòa hình chủ đạo của ba hương án là mặt rồng ngang chính giữa hương án. Hai hương án hai bên là xây hình khối chữ nhật, tô trơn, cảnh sắc bằng vôi, gạch, đá. Nổi bật là hương án chính giữa có chân quỳ, có đắp phào, kẻ chỉ có chân quỳ. Bao quanh là các họa tiết rất là tinh xảo. Chính giữa mặt trước hương án là hình mặt rồng ngang được đắp nổi với những đường nét sắc sảo và khuôn mặt oai nghiêm, rất là nghệ thuật. Theo các vị thúc phụ kể lại, khi xây dựng phần vôi gạch đá này là gồm có 5 đoàn thợ nề giỏi từ Trúc Ly, Võ Xá, Lê Thủy, Huế đã về đây xây dựng. Và mỗi đội làm một con đoạn, một công trình mỹ thuật và ai cũng đua nhau trổ tài. Và người dân ở đây họ giả vôi và mời nhiều đoàn hạc bội đến cùng để biểu diễn. Các câu đối được rút ra từ bài văn cùng của dòng họ biên soạn từ giữa thế kỷ 19 nay vẫn còn lưu giữ bằng chữ Hán. Tổ tiên dạy công tích đức nghìn năm thịnh vượng, con cháu hiếu thảo hiền thục vạn đời đệ tiến tốt thơ. Chỉ cao khí mạnh nhìn thế núi duy có một, lấp lạnh sáo sáng đầy trời vũ trụ không có hai. Tổ tiên công lao nức tiếng truyền sự nước, con cháu học hành tinh thông kể nếp nhà. Trải gần 600 năm, mộ của tổ ông, tổ bà được tọa lạc ở nơi khởi nguyên khe chùa Sứ. Nơi đây đất hoàng thổ, ở vào vị trí có tả thanh long hữu bạch thổ, chân đạp thâm điền hạc hải, đầu gối an mã sơn. Nơi đây xưa là vùng đất cây rừng cổ thụ rộng rạp với nhiều loài gỗ quý như lim, vù, già hương, huyền. Nhờ khí thiêng sông núi, nhờ hồng phúc tổ tiên, tại 20 đời con cháu nay đã có đến hàng ngàn nam nữ hiện hữu ở mọi miền tổ quốc. Cây có cội, nước có nguồn, họ Trần đã trải 20 đời thành đại thụ nhiều cành xanh lá, thơm hoa cây trái. Từ thời điểm đầu thiên niên kỷ thứ 3, chúng ta nhớ lại 600 năm trước để tưởng niệm công đức của tổ tiên. Để đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, góp phần cùng bà con trong các dòng họ thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Phải gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và góp phần xây dựng nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Làng Vàng Xuân xưa nay thuộc xã Vàng Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã trải qua 3 lần đặt tên. Theo Ô Châu Cần Lục của Dân Văn An Việt năm 1555 thì tên làng Vàng Xuân lúc đó là An Toàn Xã, tên chung của ba làng Vàng Xuân, Xuân Hòa, Đại Phúc sau này. Theo Lê Quý Đôn trong phủ biên tập lục, tên làng là Vàng Toàn Xã thuộc Huỳnh Phổ Tổng Khang Lộc. Năm 1831, triều đình vua Minh Mạng nhà Nguyễn chữ Toàn là chữ Húy nên vua ban sắc dụ đổi tên Vàng Toàn thành Vàng Xuân, Vàng Xuân Xã trong văn bản hành chính
có từ thời đó. Làng Vàng Xuân có lịch sử lâu đời và là cái vùng đất địa linh nhân kiệt, địa giới của làng từ Thượng An Mã đến Hạ Đông Đục. Người xưa có truyền lại rằng địa giới của làng ứng với câu sống Thượng chỉ An Mã, Hạ chỉ Đông Đục. Làng Vàng Xuân lập đình làng rất sớm, từ năm 1753, Triều Cảnh Hưng, năm Quý Dậu. Nhà thờ họ Trần là một di tích văn hóa vật thể mang nét đặc trưng kiến trúc cận đại giữa thế kỷ 19 ở khu vực Bình Trị Thiên. Nơi đây còn lưu giữ bộ gia phả chữ Hán viết năm 1888, tập các bài văn cúng trong năm bằng chữ Hán và các bức huân phi khắc tạo từ mùa xuân năm 1900. Vàng Xuân, một vùng quê cổ tích với hàng trăm nhân vật của các dòng họ nổi danh nhiều thời mà Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Cảnh xưa ở đây. 15 nhà thờ, đình làng qua chiến tranh, qua thời gian, nay còn sót lại nhà thờ hai họ nông dân ở đầu làng là họ Trần và họ Ngô Đình, là những di tích văn hóa cổ cận đại. Vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là làm sao bảo vệ các di tích, giữ gìn văn hóa truyền thống. Đồng tộc họ Trần trải 20 đời tự hào về tổ tiên, tự hào về cuộc sống hôm nay, đã có kế hoạch chủ động trùng tu tôn tạo nhà thờ và khuôn viên nhà thờ, tạo vẻ đẹp văn hóa trên vùng quê giàu truyền thống. Làm con phải như